Hôm nay Farm xin phép test mặt nạ râu má nhé cả nhà ơi. Mặt nạ râu má Rosa là một sản phẩm đến từ Hàn Quốc thích hợp với mọi loại da, kể cả da mụn. Thành phần chính của em này chắc chắn là râu má rồi. Chúng ta đều biết râu má là một loại râu rất là mát, có khả năng thanh lọc cơ thể. Đối với da thì râu má giúp chữa lành vết thương, làm dịu da và kích thích sản xuất collagen. Ngoài ra, mặt nạ Rosa còn bổ sung thêm tinh chất rau sam, một loại rau giàu vitamin A, chống oxy hóa cực mạnh, dưỡng ẩm và ngăn ngừa mụn nhọt nữa. Một loạt các thành phần thảo dược quý khác bao gồm cây dâu tằm, hoa mẫu đơn, hoa huệ, địa hoàng, vỏ quýt, hạt sen, hoa cúc, rễ cây mẫu lan, cam thảo kết hợp với nhau tạo nên chức năng ngăn ngừa lão hóa và làm da trắng sáng của mặt nạ Rosa. Những chiết xuất thiên nhiên này cũng giúp làm dịu mụn, không cho chúng tiếp tục phát triển và lan ra. Mặt nạ râu má Rosa được thiết kế với 3 lớp thông minh giúp độ ẩm không bị bay hơi. Mặt nạ sẽ ôm khít khuôn mặt giúp dưỡng chất dễ dàng thấm sâu vào da nhất. Cảm giác đầu tiên sau khi apply mặt nạ lên da là rất mát mọi người ơi, mát cực kỳ luôn. Sau khi đắp mặt nạ thì da bạn không những trắng sáng, giảm mụn mà lỗ chân lông cũng nhỏ đi, nếp nhăn mờ hẳn. Đây thật sự là cứu tinh cho làn da thâm sạm đó. Chỉ với 3 miếng mặt nạ râu má mỗi tuần, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mà ai cũng phải ganh tị. Trong túi mặt nạ còn rất là nhiều tinh chất nè mọi người ơi. Chúng ta có thể lấy một viên mặt nạ nén bỏ vào, rồi bỏ tủ lạnh để lần sau đắp tiếp nè. Siêu tiết kiệm luôn. Mặt nạ râu má Rosa đang được sale tại Farm với giá siêu siêu hấp dẫn đấy ạ. Mọi người ghé Farm Rename này về ngay để có da đẹp kịp Noel nha.